Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục neo danh trò vương giả vinh diệu cùng bạn tên là Việt Nam chấm than chấm than chấm than. Rồi tên rất nhiều là chấm than. Rồi bạn này mời mình không biết là kết bạn là đây là nick của mình mượn mà. Bạn của nick mình mượn thôi. Mình không biết luôn. Rồi mình sẽ tìm không có pháp sư, mình đánh pháp sư được không nhỉ? Tìm hơi nhiều AD rồi đấy. Hai xạ thủ này. Bạn cầm Việt Nam thì cầm xạ thủ rồi. Ông S3 ông lại cầm xạ thủ nữa. Mình sẽ pick tướng đi rừng đây. Team không có rừng. Mình sẽ pick con tướng Lan Năng Vương. Đâu rồi nhỉ? Lan Năng Vương đâu rồi? Sao Lan Năng Vương đâu rồi? Tìm mãi không thấy nhỉ? Thôi mình đánh Triệu Vân vậy, hết giờ rồi. Không tìm thấy Lan Năng Vương luôn. Thôi đành đánh Soái Ca Triệu Vân. Soái Ca Triệu Vân thì có bộ kỹ năng thì anh em nào chơi Liên Quân Mobile thì cảm giác thì nó giống hệt Zephyr. Còn ở trò Vương Giả Vinh Diệu này thì tên là Triệu Vân. Bộ kỹ năng thì toàn xiên với chọc thôi. Ok, và trận này mình sẽ đi rừng. Đây là trận đấu danh ở mức cái danh vàng 2 của cái trò Vương Giả Vinh Diệu này. Theo các bạn lấy thì danh vàng ở đây thì tương đương với kim cương ở Liên Quân Mobile. Rồi trận đấu ở Vương Giả Vinh Diệu thì nó căng thẳng hơn ở Liên Quân Mobile khá là nhiều. Ồ, để một trận end game sớm thì khá là khó khăn, nhất là ở cái mức đấu danh này. Thường những trận thì kéo dài khá lâu. Phải ngang cơ với trò Mobile Legends đấy. Ok. Quái vật ở đây thì toàn heo rừng mấy cả quái vật thôi. Các hẳn Liên Quân Mobile. Đồ họa cái em đây thì nó nhìn trông nó chân thật hơn Liên Quân Mobile khá là nhiều. Ở đây là một chiêu thương thương sơn Triệu Tử Long Triệu Vân là vị tướng thứ đại tướng thứ 3 của Lưu Bị ở thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và mình sẽ lên ganh luôn, có level 3 thôi, bắt thằng gì Garen này. Tạm thoại Garen vì chưa biết tên chính xác. Nhìn giống hệt Garen mà. Giết. Rồi bắt xạ thủ team bạn. Xạ thủ, xạ thủ. Rồi, xịch 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 xịch. Lên bảng điểm số rồi. Chiêu thức thì khá giống là Zephyr. Xiên và xịch 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 rồi. Và chiêu cuối là chiêu trời sập. Đó, xiên đấy. Mình đã level 4 rồi và mình sẽ đảo lên ganh liên tục. Thì trước khi đó thì mình sẽ nút khóa gọi là ghi màn hình lại để dùng chiêu cuối đỡ bị bung ra ngoài. Ok. Xông lên và trời sập. Trời sập có mạng luôn. Quá ngon. Cái con mà nó như nó chạy mà nó mặc quần áo hở hang kia là con tên là Mai. Mai Shiru gì đấy. Có mạng rồi. Có mạng rồi em ơi. Hay quá. Có mạng tiếp rồi. Trời ơi, cần gì phải băng trụ thế. Mình sơi được rồi mà. Hai thằng kia tiên kia thì nói chung là nền quá chậm này. Không sơ múi được mạng nào. Hiện tại thì mình đã giết một hỗ trợ 3 rồi. Vì hiện tại thì đang dẫn cái chức MVP của cái trận đấu này. Anh em có thể thấy MVP thì có cái hiệu như cái ở bên cạnh cột máu đấy. Đấy, hiện tại là mình đang được MVP của team mình. Rồi. Ăn bùa xanh thì xong rồi tiếp tục đi gank. Nói chung là đánh con này anh em phải đi gank liên tục. Đánh rừng mà mình đánh rừng thì nói chung là rất thích đi gank. Hồi chơi Liên Quân Liên Minh Huyền Thoại thì mình hay đánh Nghi Xin. Đánh Nghi Xin đi rừng. Chuyên đi rừng và đánh chuyên đánh hỗ trợ khi chơi liên minh.
Rồi hấp luôn. Hấp luôn em ơi. Mai em Mai đánh quá tốt. Rồi em Mai bắn chuẩn quá. Bắn tiếp đi. Bắn tiếp đi, bắn trụ. Rồi bắn trụ. Chết luôn. Quá hay. À, con Mai này thì với con Quyền Vương ở trong trò Ninja Mobile. Quyền Vương thì chuẩn bị ra mắt thôi. Nó vẫn còn ở trong bản test thì bộ kỹ năng rất là giống nhau. À, thì cái trò này là cái cha mẹ đẻ của Ninja Mobile. Mình không nói nhiều vấn đề này nữa. Rồi mình chơi Ninja Mobile nhiều hơn thì mình xin phép được so sánh với các tướng Ninja Mobile. À, cái trò này thì mình mới chơi thôi. Đây là nick mình mượn nên max level và danh khá cao rồi. Ok. Bắt. Ủa. Chơi sập hơi lỗi một tí do tầm quá xa. Anh em thông cảm nhá. Ui. Ui Quan Vũ kìa. Ui Quan Vũ đẩy luôn cung thủ mình vào trụ rồi mình không ra mình chết luôn đấy. Sorry anh em nha. Pha đấy là không cứu được rồi, còn tí máu. Rồi Quan Vũ đánh kinh thật. Mình sẽ sớm chơi con này thôi. Nhìn bộ kính đăng nó phi trông trông nó có là quá là phê. Quá là oai. Cưỡi ngựa cầm gọi là đao của Quan Vũ tên là gì nhỉ? Cái gì Nguyệt nhỉ? Quên tên rồi. Rồi. Có mạng. Mày quá. Anh em chú ý là tầm trời sập của con Zephyr này, à con Triệu Vân này thì nó hơi là ngắn nhá. Anh em phi chiêu một lên để áp sát trong mấy hình chiêu cuối. Rồi, Lan Nam Vương. Mình muốn bích con này mà sao tìm mãi không thấy, có mạng luôn. Rồi tiếp tục anh, rồi nó phun máu thôi, té. À, gian cái con gọi là con rồng đi, để lấy bùa lợi cho team. Hiện tại thì mình đã giết 3 hỗ trợ 6 rồi. Rồi đi ganh gọi là từ đầu đến cuối trận. Đây, thằng thanh niên rồi. Thanh niên đánh kinh thật. Nhưng mà thanh niên 1-2 làm sao được. Giết luôn, 1-4 à. Thì bạn đang đi lẻ. Ôi ơi, có Lan Lăng Vương Queen đây. Có Lan Lăng Vương Queen đây. Mày qua mình né được chiều của nó. Giờ thì quay lại hấp thôi. Hấp. Rồi. Team bạn liên tục bị team mình hấp riêng. Và tỷ số là 15-5 rồi. Chênh lệch nước vàng bây giờ thì đã khá là cao rồi. Hy vọng trận này sẽ kết thúc sớm được. Mình chơi trò này khá nhiều rồi. Cũng được tầm hơn chục trận rồi thì cảm giác là nó đánh khá là lâu và khá là cay cấn hơn những con thứ ba. Rồi hy vọng trận này sẽ được một trận gọi là end game sớm. Lúc con 3 thì có thể 6 phút đã end game rồi. Con trò này thì không biết có tầm 6 phút end game được không. Qua phút thứ 7 rồi thì không 6 phút được. Nói chung là trụ của trò này nó rất là mạnh. Gậy thủ đường khá là dễ. Chỉ cần tập trung thủ đường là team bạn không thể đẩy đường được. Rồi ok. Ganh tiếp tục ganh. Hay quá. Hai pha nhảy lên. Gọi là tướng team bạn không thể chạy thoát được pha này. Con tướng rất giống Garen. 4 người lên bảng điểm số rồi. Không còn nhiều cơ hội cho team bạn. Giờ mình sẽ liếm sạch rừng team bạn. Một trận neo danh đánh khá là dễ. 19-6 rồi. Và mình vẫn đang giữ chức MVP của team. Là do hỗ trợ nhiều và chưa ăn mạng, mưa chết mạng nào. Ăn cũng được 5 mạng rất là nhiều. Bắt luôn. Ô. Các bạn có thể thấy thì ở đâu cũng có gọi là cái team bạn đấy một nát quá cũng đầu hàng thôi. Nói chung là trận này thì khá là hay. Mình ganh khá là chuẩn, không bị lỗi phát nào. Ok, video của mình đến đây đã hết rồi. Mình sẽ thỉnh thoảng làm trò vâng giải minh rượu này. Anh em nào mà muốn mình làm nhiều thì cứ comment bên dưới, mình sẽ tích cực làm thêm.
Ok, và video mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.